Chào các em, hôm nay chúng ta tiếp tục đến với chương trình ngữ văn 8. Hiện tại chúng ta đang ở tuần thứ 25, chúng ta sang tiết 93. Chúng ta sẽ học cái đoạn trích thơ Nước Đại Việt Ta của Nguyễn Trãi, được trích trong Bình Ngô Đại Cáo. Như vậy đối với cái bài học hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái số nội dung trọng tâm như sau. Thứ nhất là phần 1 La Mã tìm hiểu chung. Phần tìm hiểu chung thì chúng ta sẽ tìm hiểu về tác giả, tác phẩm. Phần thứ hai là đọc hiểu văn bản. Trong phần đọc hiểu văn bản, tức là chúng ta sẽ đi vào cụ thể nội dung của đoạn thơ Nước Đại Việt Ta. Như vậy thì trong nội dung của cái đoạn thơ này thì có 3 nội dung trọng tâm. Thứ nhất là nói về nguyên lý nhân nghĩa. Thứ hai, chân lý về sự tồn tại độc lập, chủ quyền của dân tộc Đại Việt. Thứ ba, sức mạnh của nhân nghĩa. Đây là 3 nội dung trọng tâm trong văn bản chúng ta cũng phải nắm. Và cái nội dung lớn thứ ba đó là chúng ta sẽ qua cái phần tổng kết. Chúng ta sẽ khẳng định lại giá trị nội dung cũng như là đặc sắc cái nghệ thuật, cái sự thành công, tạo nên cái sự thành công của cái đoạn thơ. Và phần thứ tư là phần luyện tập. Nếu có thể thì cô sẽ hướng dẫn các em cái phần luyện tập về nhà. Thì đây là cái sườn chung của cái bài học hôm nay. Sau đây chúng ta sẽ đi lần lượt vào nội dung của từng phần. Một La Mã tìm hiểu chung. Một nhỏ là tác giả. Các em lật sách giáo khoa ra trang 67-68. Chúng ta sẽ đọc phần chú thích để tìm hiểu về tác giả tác phẩm. Đối với tác giả của đoạn thơ này thì chúng ta không còn xa lạ gì với ông nữa, đó là Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi sinh năm 1380, mất năm 1442, hiệu là Ước Trai, quê ở Hải Dương, sau dời về Hà Tây. Vì hồi lớp 7 chúng ta có học bài thơ Côn Sơn Ca của Nguyễn Trãi, thì ở lớp 7 chúng ta đã có tìm hiểu kỹ về cuộc đời, về sự nghiệp văn thơ của Nguyễn Trãi. Cho nên đến bài học hôm nay chúng ta chỉ nhắc lại ngắn gọn khái quát những cái đặc điểm cơ bản để chúng ta nắm về tác giả Nguyễn Trãi. Thứ hai, ông là người toàn đức, toàn tài, một nhân vật lịch sử lỗi lạc, một danh nhân văn hóa thế giới, năm 1980. Như vậy thì chúng ta thấy Nguyễn Trãi là một, không chỉ là một nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc, mà ông còn là một cái anh hùng dân tộc, một nhà yêu nước. Ông đã từng tham gia vào cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và là người kề cận rất là gần gũi với vua Lê Lợi, chủ tướng Lê Lợi. Như vậy thì cuộc đời của ông, ngoài là một cái nhân vật anh hùng toàn đức toàn tài như vậy, thì chúng ta thấy là còn kèm theo là một cái nhân vật bi kịch gắn liền với cái vụ án là Lệ Chi Viên đã cướp đi sinh mạng của Nguyễn Trãi, cùng với việc là gia đình ông phải chu di tam tộc. Mãi về sau thì ông mới được rửa oan, minh oan. Như vậy thì cô nhắc lại thêm một số cái chi tiết, một đôi số đôi nét về cuộc đời của Nguyễn Trãi để chúng ta có thể là nắm thêm. Nhưng chúng ta chỉ ghi hai ý ngắn gọn cô chiếu trên màn hình. Và đây là chân dung của Nguyễn Trãi. Hai ảnh này đều là nói về đền thờ của Nguyễn Trãi ở làng Nhị Khê, Hà Tây. Ảnh bên dưới thì bàn thờ trong đền thờ. Đó là cái bức tranh thờ Nguyễn Trãi. Đền thờ của Nguyễn Trãi ở Côn Sơn, ở Chí Linh, Hải Dương. Vậy thì chúng ta có thể là quan sát và hiểu thêm. Chúng ta chuyển sang cái nội dung phần thứ hai là phần tác phẩm. Mục đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái thể loại. Đây cũng là một cái thể văn trung đại, một cái thể văn nghị luận cổ, cho nên nó cũng có cái thể loại hết sức là đặc biệt, đó là thể cáo. Nó được trích trong Bình Ngô Đại Cáo. Như vậy cáo là thể loại như thế nào thì cô sẽ cung cấp thêm cho các em những cái đặc điểm để chúng ta nắm. Cáo
cáo là thể văn nghị luận cổ, thường được vua chúa hoặc thủ lĩnh dùng để trình bày một chủ trương hay công bố kết quả một sự nghiệp để mọi người cùng biết. Cáo phần nhiều được viết theo thể văn biền ngẫu, cũng như hịch, cáo là thể văn có tính chất hùng biện, lời lẽ đanh thép, lý luận sắc bén, kết cấu thì chặt chẽ và mạch lạc. Như vậy đây là đặc điểm của thể cáo. Chúng ta sang cái mục B là hoàn cảnh sáng tác. Chúng ta sẽ tìm hiểu cái hoàn cảnh sáng tác của cái đoạn trích là nước Đại Việt ta. Đây là cái hình ảnh cô cung cấp cho các em xem thêm là nguyên văn Bình Ngô Đại Cáo được viết bằng chữ Hán. Vậy thì vào mùa xuân năm 1428, sau khi đất nước ta kháng chiến chống giặc Minh xâm lược đã toàn thắng tình lợi, giành được thắng lợi hoàn toàn, thì lúc này thay mặt cho chủ tướng Lê Lợi thì Nguyễn Trãi đã soạn và viết cái bài Bình Ngô Đại Cáo, công bố cho mọi người biết là chúng ta, đất nước chúng ta đã kháng chiến chống được giặc Minh xâm lược. Và cái đoạn trích chúng ta học là nước Đại Việt ta để được trích trong cái phần đầu của Bình Ngô Đại Cáo. Vì vậy thì các em cũng nắm được cái hoàn cảnh sáng tác của cái bài thơ, cũng như là cái vị trí đoạn trích của cái đoạn thơ mà chúng ta sẽ sắp tìm hiểu ở cái nội dung ở phần sau. Phần này thì chúng ta có thể ghi nhanh vào tập để chúng ta học, để chúng ta nắm. Vì vậy chúng ta sẽ chuyển qua nội dung của phần thứ ba. Trước khi đi qua phần thứ ba thì cô cho các em xem nguyên văn của Bình Ngô Đại Cáo bằng chữ Hán. Trong Bình Ngô Đại Cáo thì có những cái câu thơ, những cái câu nói rất là nổi tiếng. Nó không chỉ có giá trị ở thời đại lúc bấy giờ mà đến ngày nay nó vẫn còn giá trị. Ví dụ, đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo. Đây là những câu thơ rất là nổi tiếng trong Bình Ngô Đại Cáo mà được Nguyễn Trãi soạn viết ra. Chúng ta sang mục C, đó là ý nghĩa nhan đề. Như vậy trước khi đi vào tìm hiểu nội dung của cái đoạn thơ thì chúng ta cũng phải hiểu cái nhan đề, cái tựa bài thơ. Nhan đề tức là tựa bài thơ đó các em. Như vậy bình có nghĩa là gì? Bình có nghĩa là dẹp yên, dẹp tan. Ngô, nên đây là tên của nước Ngô thời Tam Quốc của Trung Quốc. Đại cáo tức là công bố sự kiện trọng đại. Như vậy tóm lại cái tựa nhan đề của bài thơ là Bình Ngô Đại Cáo, có nghĩa là tuyên bố về sự nghiệp đánh dẹp giặc Ngô, mà ở đây cụ thể là giặc Minh xâm lược, để cho mọi người toàn dân cùng biết và cùng vui mừng. Như vậy ý nghĩa nhan đề thì chúng ta có thể là tham khảo tìm hiểu thêm, chúng ta không cần phải ghi vào trong tập. Ở bài trước cô có giới thiệu với các em ở cái bài là Hịch Tướng Sĩ. Đây là cũng một cái thể văn trung cổ, một cái thể văn nghị luận. Vậy chúng ta đã nắm hịch là thể loại như thế nào, thì hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp về thể loại cáo. Như vậy thì các em sẽ so sánh cho cô sự giống và khác nhau giữa hai thể loại này. Như vậy giữa thể hịch và thể cáo nó có điểm gì giống nhau? Thứ nhất, cả hai thể loại cáo và hịch đều là những văn bản chỉ có vua, chúa hoặc là thủ lĩnh, tức là chỉ những người cầm đầu, những người đứng đầu nói chung mới được viết. Có nội dung là những việc quan trọng, to lớn, có sức ảnh hưởng lớn với quốc gia, với xã tắc. Về nghệ thuật thì các thể loại hầu như là không hạn chế số câu, số chữ và văn phong thì mang tính chất chính luận, nên ngôn từ rất là sắc bén, trang trọng, lập luận thì chặt chẽ, giàu sức thuyết phục. Đây là ba cái điểm giống nhau giữa thể hịch và thể cáo. Tuy nhiên, giữa hai thể loại này nó cũng có điểm khác nhau. Cáo tức là chúng ta dùng để trình bày một tuyên ngôn, một chủ trương hoặc là một sự nghiệp. Như vậy thì cáo nó sẽ ra đời vào cái giai đoạn là khi đất nước hoàn toàn được độc lập, nghĩa là sau khi chúng ta kháng chiến chống giặc
thắng lợi thì chúng ta mới thủ tướng mới viết ra cái bài cáo này để thông báo cho mọi người cùng biết. Còn ở thể hịch, thể hịch dùng để khích lệ tinh thần nhân dân hoặc là binh sĩ. Như vậy thể hịch nó sẽ khác với thể cáo, tức là cái giai đoạn nó ra đời là trước khi đất nước có chiến tranh. Mục đích của hịch viết ra là để kêu gọi, cổ động, khích lệ toàn dân đứng lên để đánh chống trả lại quân xâm lược, đánh lại kẻ thù. Như vậy thì chúng ta cũng thấy giữa cái điểm khác nhau giữa hai thể loại này, cái điểm giống và khác nhau giữa hai thể loại cáo và hịch, thì cô cung cấp thêm để chúng ta có cái sự so sánh đối chiếu và chúng ta cũng phân biệt được hai cái thể loại này, nên chúng ta cũng có thể là không cần phải ghi vào tập. Đây là chân dung của Nguyễn Trãi khi mà soạn thảo viết ra Bình Ngô Đại Cáo. Đó là nội dung phần thứ nhất, chúng ta đã tìm hiểu về tác giả, tác phẩm. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái mục lớn thứ hai là phần đọc hiểu văn bản. Ở phần đọc hiểu văn bản này thì chúng ta sẽ nghe cái giọng đọc về cái đoạn trích là nước Đại Việt ta, để chúng ta sẽ cảm nhận về cái sức hấp dẫn, cái sự tài tình của Nguyễn Trãi khi mà soạn viết ra được cái Bình Ngô Đại Cáo, nó hấp dẫn, nó sinh động như vậy. Cô và các em sẽ cùng nghe lại. Đoạn trích nước Đại Việt ta, trích Bình Ngô Đại Cáo. Từng nghe việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân hiếu phạt trước lo trừ tạo. Như nước Đại Việt ta từ trước vốn sừng nền văn hiến đã lâu, núi sông bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Triệu Đinh Lý Trần bao đời xây nền độc lập, cùng Hán Đường Tống Nguyên mỗi bên xưng đế một phương. Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, sóc hào kiệt đời nào cũng có. Vậy nên Lưu Cung tham công nên thất bại, Triệu Thiết thích lớn phải tiêu vong. Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô, sóc Bạch Đằng giết tưới Ô Mã. Việc xưa xem xét chứng cớ còn ghi. Các em có nhận xét gì về cái giọng đọc đoạn thơ nước Đại Việt ta không nè? Vì chúng ta thấy cái giọng đọc thì rất là hùng hồn, rất là hay, rất là truyền cảm, nhấn mạnh ở những cái điểm là chỉ những cái tên tướng từng bại trận sang xâm lược nước ta. Như vậy thì cái cách đọc nó cũng toát lên phần nào về cái sức sống, cái sức mãnh liệt của cái đoạn thơ nước Đại Việt ta, thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự hay, cái sự lôi cuốn của nó. Chúng ta có thể là tham khảo, chúng ta tập để mà đọc cho nó hay, nó sinh động và nó truyền cảm. Các em về nhà các em sẽ luyện đọc thêm cho cô. Như vậy thì sau khi nghe đọc cái đoạn thơ nước Đại Việt ta, bây giờ chúng ta sẽ chia cái bố cục cho cô xem cái đoạn thơ này chúng ta sẽ chia làm bao nhiêu phần và nội dung từng phần nói về cái vấn đề gì. Như vậy đối với đoạn thơ này thì chúng ta sẽ chia làm 3 phần. Đầu tiên là nội dung của hai câu thơ đầu. Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo. Như vậy thì cái nội dung phần thứ nhất này nói về cái quan niệm nhân nghĩa của Nguyễn Trãi. Đó là quan niệm như thế nào? Một lát chúng ta sẽ đi vào nội dung. Phần thứ hai, đó là 8 câu thơ tiếp theo. Nội dung 8 câu thơ này thì nói về chân lý của sự tồn tại độc lập của quốc gia Đại Việt, khẳng định Đại Việt là một cái quốc gia độc lập có chủ quyền. Như vậy đó là nội dung của 8 câu thơ tiếp theo. Và phần thứ ba là 6 câu thơ cuối. Nội dung của 6 câu thơ cuối thì nói về sức mạnh của nhân nghĩa, của cái sự yêu nước, của quan niệm, của tư tưởng nhân nghĩa mà chúng ta nêu ở phần thứ nhất. Như vậy thì cô có thể nhắc lại là nội dung phần thứ ba là nói về sức mạnh của nhân nghĩa. Đó là sức mạnh gì? Như vậy thì chúng ta đã chia cái bố cục của cái đoạn thơ này ra làm 3 phần. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung của từng phần
để chúng ta hiểu rõ hơn, cụ thể hơn. Chúng ta sẽ đi vào phần số 1, là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái quan niệm nhân nghĩa của Nguyễn Trãi. Trước tiên chúng ta sẽ trả lời cho cô câu hỏi thứ nhất. Qua hai câu thơ đầu, ta hiểu cốt lõi tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi là gì? Như vậy thì cô sẽ chiếu lại cái nội dung hai câu thơ đầu cho chúng ta quan sát. Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt trước lo trừ bạo. Như vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung của hai câu thơ đầu cho cô. Như vậy thì nội dung hai câu thơ đầu nói về quan niệm nhân nghĩa của Nguyễn Trãi. Như vậy thì theo Nguyễn Trãi, nhân nghĩa có nghĩa là gì? Nhân nghĩa ở đây tức là phải yên dân và trừ bạo. Vậy yên dân và trừ bạo là gì? Yên dân tức là làm cho dân được hưởng cuộc sống thái bình, hạnh phúc. Người dân có cuộc sống là yên bình, thịnh trị và hầu như là có cuộc sống là vui vẻ, thái bình. Trừ bạo tức là trừ những cái kẻ hung tàn, bạo ngược. Và đặc biệt là gắn với cái giai đoạn là đất nước đang kháng chiến và đã đánh thắng được giặc Minh xâm lược. Cho nên trừ bạo ở đây chúng ta cũng có thể hiểu là đánh đuổi giặc Minh xâm lược. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái nội dung là nhân nghĩa của Nguyễn Trãi nó bao gồm hai cái yếu tố, đó là yên dân và trừ bạo. Nhưng chúng ta cũng xét về cái ý nghĩa của nhân nghĩa được Nguyễn Trãi là học tập, được Nguyễn Trãi trích từ trong cái Nho giáo. Như vậy thì theo chúng ta hiểu, theo cái quan niệm của Nho giáo, thì nhân nghĩa là khái niệm của đạo Nho, xuất xứ từ Trung Quốc. Nó đã có từ lâu đời và nó được truyền bá vào Việt Nam từ rất lâu và đã được thừa nhận. Và nhân nghĩa ở đây là chúng ta có thể hiểu đó là chỉ cái mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người trên cái cơ sở là tình thương và cái đạo lý. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu là người có lòng nhân thì yêu người. Như vậy thì có thể chốt lại một điều, theo quan niệm của Nho giáo thì nhân nghĩa có nghĩa là chỉ cái mối quan hệ giữa con người với con người, tình thương giữa con người với nhau. Và Nguyễn Trãi cũng là một nhà Nho, thì ông đã thấm nhuần cái tư tưởng nhân nghĩa của Nho giáo, của Khổng Tử, Mạnh Tử. Nhưng đến ông thì ông đã sáng tạo và phát triển hơn, nó rộng hơn, nó sâu sắc hơn. Như vậy thì theo Nguyễn Trãi, nhân nghĩa cốt yếu là hướng đến dân, tức là hướng đến những người dân có cái cuộc sống là cùng khổ. Và đây là cái tầng lớp mà chúng ta thấy là đông đảo nhất trong xã hội. Như vậy là làm cho họ được yên, nghĩa là yên ổn làm ăn sinh sống. Và muốn cho dân được trong cái tình cảnh là giặc ngoại xâm hoành hành, thì việc trước nhất là phải trừ bạo, tiêu diệt giặc ác, tham tàn bạo ngược, để mà đem lại sự độc lập, thái bình cho dân. Như vậy thì Nguyễn Trãi đã chắt lọc cái tinh hoa, cái tư tưởng tích cực nhất của tư tưởng nhân nghĩa của Nho giáo, và chủ yếu là để cho yên dân, nhất là trừ bạo. Như vậy thì lúc này tư tưởng nhân nghĩa không còn gắn liền giữa mối quan hệ con người với con người nữa, mà lúc này thì Nguyễn Trãi đã mở rộng ra là giữa con người với dân tộc, và giữa dân tộc với dân tộc, và giữa là yêu dân, với lại gắn liền với là tư tưởng yêu nước, chống xâm lược. Như vậy thì chúng ta thấy hầu như là đến Nguyễn Trãi thì cái tư tưởng nhân nghĩa đó nó mở rộng ra, nó sâu sắc hơn. Như vậy thì chúng ta có thể thấy cái trọng tâm nhân nghĩa của Nguyễn Trãi là lo cho dân, là yêu nước, chống xâm lược. Lúc này thì nó mở rộng ra rất là lớn, nó bao gồm cả toàn dân tộc, nó bao gồm thể hiện luôn cái lòng yêu nước, chứ không còn hạn hẹp như là trong cái mối quan hệ giữa con người với con người nữa. Như vậy thì chúng ta có thể chốt lại nội dung của phần thứ nhất là nguyên lý nhân nghĩa. Theo Nguyễn Trãi thì yên dân tức là làm cho dân được hưởng thái bình, hạnh phúc. Trừ bạo là phải trừ
phải diệt trừ mọi thế lực tàn bạo, ở đây là chỉ giặc Minh. Và đây là chúng ta thấy cái cốt lõi trong cái tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi, và nó thể hiện một cái tư tưởng nhân văn rất là tiến bộ. Như vậy thì chúng ta có thể ghi cái nội dung trọng tâm của phần thứ nhất này vào để chúng ta học và chúng ta nắm. Như vậy đó là nội dung của phần thứ nhất. Và để qua chuyển qua phần thứ hai, chúng ta sẽ nắm cái nội dung phần thứ hai là gì. Thì tóm lại, khi nhân nghĩa gắn liền với yêu nước chống xâm lược thì bảo vệ độc lập của đất nước chính là bảo vệ nhân nghĩa. Chính vì vậy, sau khi nêu cái nguyên lý nhân nghĩa thì Nguyễn Trãi đã khẳng định chân lý về sự tồn tại độc lập, chủ quyền của dân tộc Đại Việt trên cái cơ sở là bình đẳng ngang hàng với dân tộc Hán, với Trung Hoa. Và qua đây thì nó thể hiện quan niệm của Nguyễn Trãi về tổ quốc, và đó cũng là nội dung trọng tâm của phần thứ hai. Chúng ta sẽ chuyển qua nội dung phần thứ hai. Để khẳng định chủ quyền dân tộc, tác giả đã khẳng định những yếu tố nào? Đó là nội dung của 8 câu thơ tiếp theo. Chân lý về sự tồn tại độc lập có chủ quyền của dân tộc Đại Việt. Chúng ta sẽ cùng đọc lại nội dung 8 câu thơ tiếp theo. Chư nước Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiến đã lâu. Núi sông bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Triệu Đinh Lý Trần bao đời xây nền độc lập, cùng Hán Đường Tống Nguyên mỗi bên xưng đế một phương. Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Và đây là 8 câu thơ tiếp theo. Nội dung của nó là nói về cái chân lý về sự tồn tại độc lập của quốc gia Đại Việt. Như vậy trước khi chúng ta đi vào nội dung của 8 câu thơ này thì cô sẽ gợi nhớ cho các em ở một cái bài thơ mà trước đây lớp 7 chúng ta đã học của một tác giả, đó là Lý Thường Kiệt. Thì ông cũng đã khẳng định về độc lập chủ quyền của quốc gia Đại Việt qua cái bài thơ là Nam Quốc Sơn Hà. Các em còn nhớ bài thơ này hay không? Chúng ta đã học lớp 7. Cô sẽ đọc lại để gợi nhớ cho các em. Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, tiệt nhiên định phận tại Thiên Thư. Như Hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khang thủ bại hư. Như vậy thì trong cái bài Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt, ông cũng đã khẳng định về chủ quyền, về độc lập của quốc gia Đại Việt trên hai cái tiêu chí, dựa vào hai cái yếu tố, đó là về chủ quyền và lãnh thổ. Như vậy thì trước đây thì bài thơ này được xem như là một bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên, bản tuyên ngôn độc lập thứ nhất để khẳng định Đại Việt là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, có lãnh thổ, có thể là so sánh ngang hàng với lại là đất nước Trung Hoa ở phương Bắc. Như vậy thì tiếp nối với Lý Thường Kiệt thì đến giai đoạn của nhà thơ Nguyễn Trãi thì ông cũng khẳng định Đại Việt là một quốc gia độc lập có chủ quyền dựa vào các cái yếu tố nó sâu sắc, nó toàn diện hơn so với Lý Thường Kiệt. Như vậy thì đó là những yếu tố nào? Chúng ta sẽ trở lại 8 câu thơ. Như vậy thì chúng ta sẽ xem lại nội dung 8 câu thơ. Thì Nguyễn Trãi đã khẳng định Đại Việt là một quốc gia độc lập dựa vào các cái tiêu chí như sau. Thứ nhất là có nền văn hiến lâu đời. Như nước Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiến đã lâu. Tức là chúng ta có một nền văn hiến rất là lâu đời rồi. Thứ hai, núi sông bờ cõi đã chia, tức là chúng ta có lãnh thổ, có phân biệt lãnh thổ riêng. Thứ ba, phong tục Bắc Nam cũng khác, tức là chúng ta có phong tục tập quán. Từ Triệu Đinh Lý Trần bao đời xây nền độc lập, cùng Hán Đường Tống Nguyên mỗi bên xưng đế một phương. Tức là chúng ta có cái lịch sử riêng. Lịch sử chúng ta theo suốt cái chiều dài
thì chúng ta có những cái anh hùng hào kiệt hầu như là chúng ta có thể là so sánh ngang hàng với phương Bắc. Tiếp theo, và chúng ta có chế độ riêng, có chủ quyền riêng, tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Như vậy thì chúng ta thấy Nguyễn Trãi đã khẳng định Đại Việt là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, thì dựa vào năm cái yếu tố, năm cái tiêu chí như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy là trong cái đoạn thơ này thì tác giả Nguyễn Trãi đã sử dụng cái biện pháp nghệ thuật gì? Như vậy thì chúng ta thấy không chỉ chỉ ra một cái yếu tố, một cơ sở, mà hầu như hàng loạt các cái yếu tố như vậy, thì cái nghệ thuật nổi bật mà chúng ta hầu như là thấy được đó là biện pháp tu từ liệt kê ra hàng loạt cái yếu tố để khẳng định đất nước ta là độc lập, có chủ quyền. Ngoài ra thì chúng ta còn thấy đó là có sử dụng cái biện pháp là so sánh cái triều đại lịch sử của ta có thể là ngang hàng với lại là Hán, Đường, Tống, Nguyên. Như vậy thì chúng ta thấy là triều đại các cái nước phương Bắc thì có thể là so sánh, chúng ta có thể là so sánh nước Nam của chúng ta với các cái nước mạnh như vậy. Như vậy thì dựa vào cái biện pháp tu từ như vậy, dựa vào cái nghệ thuật như vậy, thì nó sẽ đem lại cái giá trị gì cho cái đoạn thơ này? Như vậy thì việc sử dụng các biện pháp nghệ thuật nó làm cho cái đoạn văn có hiệu quả cao trong cái việc lập luận, và tác giả có thể đặt nước ta ngang hàng với Trung Hoa về nhiều phương diện, về chính trị, về văn hóa. Ngoài cái sử dụng cái biện pháp là liệt kê, so sánh, thì chúng ta thấy là trong cái đoạn thơ này tác giả còn sử dụng những cái từ ngữ có tính chất khẳng định như là từ trước, vốn, đã lâu, đã chia, cũng. Như vậy thì sử dụng những từ này có cái tác dụng nhằm có cái mục đích gì? Như vậy thì tác giả sử dụng những từ đó để khẳng định tư cách độc lập của nước ta một cách là đầy đủ và toàn diện hơn. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là trải qua 4 thế kỷ từ cái bài thơ là Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt, thì đến cái giai đoạn của Nguyễn Trãi thì ông đã tiếp thu và phát triển nó một cách là phong phú và sâu sắc hơn. Như vậy thì chúng ta thấy là nước Đại Việt ta thì dựa vào những yếu tố mới và nó sâu sắc hơn, toàn diện hơn về các cái phương diện như là văn hóa, phong tục, tập quán và truyền thống lịch sử vân vân, và nó được chứng minh hùng hồn bằng cái sự thật rất là hiển nhiên, tức là được lịch sử ghi nhận, ghi chép lại. Còn ở bài nước ở bài là Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt hầu như là dựa vào cái yếu tố là tâm linh, có nghĩa là dựa vào sách trời, thì nó còn là chưa có được khẳng định lắm. Nhưng đến Nguyễn Trãi thì hầu như ông đã khẳng định nó gắn liền với thực tế, nó chứng tỏ là sự phát triển và trưởng thành thêm một bước về ý thức của dân tộc, về lịch sử, về văn hóa của dân tộc Đại Việt từ thời Lý đến thời Lê, nó trải qua 5 thế kỷ. Như vậy thì đó là nội dung của cái phần thứ hai, là khẳng định chân lý về sự tồn tại độc lập, có chủ quyền của dân tộc Đại Việt. Như vậy thì chúng ta có thể là ghi ngắn gọn cái nội dung này vào tập để chúng ta học thuộc, để chúng ta nắm. Sau khi chúng ta đã nắm được nội dung của phần thứ hai, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua nội dung của các cái câu thơ cuối. Và trước khi đi qua nội dung của 6 câu thơ cuối thì cô cho các em xem một số tranh ảnh. Đây là những cái thành tựu nổi bật mà từ thời Lý, thời Trần mà chúng ta đã đạt được, ví dụ như là trống đồng Đông Sơn nè, hay là những cái hình, những cái bức tượng chạm khắc hình rồng, hay là những cái di tích về bình cổ, về hóa thạch, hoặc là về cái văn hóa nghệ thuật dân gian, thì chúng ta thấy rất là phong phú, rất là đa dạng. Đây là những cái thành công của Đại Việt ta, của đất nước ta, chúng ta có thể là tham khảo thêm, quan sát thêm. Chúng ta sẽ chuyển qua cái nội dung của phần thứ ba, phần cuối cùng, đó là sức mạnh của nhân nghĩa, của độc lập dân tộc. Chúng ta sẽ đọc lại 6 câu thơ cuối. Lưu cung tham công nên thất bại,
triệu tiết thích lớn phải tiêu vong. Cửa Hàm Tử bắt sóng toa đô, sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã. Việc xưa xem xét, chứng cứ còn ghi. Như vậy thì nội dung của 6 câu thơ cuối này thì chúng ta thấy hầu như là tác giả đã liệt kê ra cho chúng ta hàng loạt những cái danh tướng đã từng sang xâm lược nước ta và đã bị nhân dân ta đánh tan, làm cho thất bại và chúng ta đã tiêu diệt hoàn toàn, như là Lưu Cung nè, Triệu Tiết, rồi Toa Đô, Ô Mã. Đây là những cái tên giặc như thế nào thì một lát cô sẽ cung cấp cho các em. Như vậy ở nội dung của 6 câu thơ cuối thì tác giả đã sử dụng thành công cái nghệ thuật là liệt kê, chỉ ra cho chúng ta hàng loạt những cái tên tướng đã từng bại trận, từng dẫn quân sang xâm lược nước ta, và bọn chúng đều bị thất bại nè, đều bị tiêu vong, bị bắt sống hoặc là bị giết tươi. Và hầu như những cái tên tướng này đã được sử sách ghi lại, ghi chép lại. Như vậy thì chúng ta thấy ngoài cái việc liệt kê cho chúng ta những tên tướng bại trận, thì chúng ta có thể thấy được là những cái chiến công của ta và sự thất bại của kẻ thù, bên cạnh sự thất bại của bọn chúng, thì chúng ta thấy tác giả đã khẳng định là những chiến công của ông cha ta rất là vẻ vang, rất là nhiều. Ngoài ra, để thấy sự thất bại của kẻ thù thì chúng ta cũng thấy được cái niềm tự hào về truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc mình. Hầu như là những cái tên tướng nào sang xâm lược thì đều bị dân tộc ta là đánh bại, đều bị thua một cách là thảm hại. Như vậy thì cái nghệ thuật là liệt kê với cái giọng điệu là khỏe khoắn, nó làm nổi bật lên cái nội dung ở trên. Như vậy nội dung của cái phần 6 câu thơ cuối này thì tác giả đã khẳng định một điều là những cái kẻ xâm lược phản lại nhân nghĩa thì nhất định sẽ bị thất bại. Nhân nghĩa ở trên như chúng ta đã nói ở phần thứ nhất là theo Nguyễn Trãi, đó là làm cho dân được yên ổn, được sống một cuộc sống là yên bình, thịnh trị, vui vẻ. Như vậy thì những cái tên tướng này đã thực hiện những cái cuộc kháng chiến là phi nghĩa, sang xâm lược, gây đau thương. Như vậy thì bọn chúng đã phản lại cái nguyên lý nhân nghĩa thì tất nhiên bọn chúng sẽ bị thất bại. Vậy thì chúng ta có thể là ghi nội dung của phần thứ ba ngắn gọn, nhanh vào tập để chúng ta học thuộc, chúng ta nắm. Như vậy thì cô sẽ cung cấp thêm cho các em những cái tên tướng như là Lưu Cung, Triệu Tiết, To Đô, Ô Mã là những ai. Lưu Cung tức là vua Nam Hán của Trung Quốc, sai con là Hoàng Thao đem quân xâm lược nước ta và đã bị Ngô Quyền đánh bại năm 1938 trên sông Bạch Đằng. Như vậy thì chúng ta nhớ lại trận chiến ở sông Bạch Đằng của Ngô Quyền rất là oai phong, rất là nổi tiếng ở trên sông Bạch Đằng năm 1938. Triệu Tiết là tướng nhà Tống đem quân đánh nước ta thời Lý và đã bị Lý Thường Kiệt đánh tan trên sông Như Nguyệt. Cửa Hàm Tử ở phía tả ngạn sông Hồng, nay thuộc huyện Khoái Châu của Hưng Yên, là nơi Trần Nhật Duật phá tan quân Toa Đô trong cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên lần thứ hai năm 1285. Toa Đô, Ô Mã Nhi là hai tướng nhà Nguyên đều bị giết chết ở trận Hàm Tử. Như vậy thì chúng ta thấy đây là những cái trận chiến, đây là những cái trận đánh hầu như là rất là nổi tiếng, rất là oai phong lẫm liệt trong suốt cái triều đại lịch sử, trong suốt cái chiều dài lịch sử mà đất nước ta đã đánh thắng, chúng ta đã giành lại được cái sự độc lập bình yên cho tổ quốc. Như vậy cái phần này là cô sẽ giới thiệu thêm cho các em để các em biết những cái tướng giặc mà đã có cái yêu đồ, có cái ý đồ, có cái mưu đồ là sang để mà xâm lược nước ta, thì cái kết quả, cái hậu quả của bọn chúng là đều bị thất bại rất là thảm hại. Và trước đi qua cái phần là tổng kết là giá trị nội dung và nghệ thuật, thì cô sẽ hình thành lại cái sơ đồ trình tự lập luận của cái đoạn trích là nước Đại Việt ta cho các em nắm, để các em có thể là dễ dàng hình dung nội dung của bài học. Thứ nhất là đầu tiên là Nguyễn Trãi nêu lên cho chúng ta về cái nguyên lý nhân nghĩa. Cái nguyên lý nhân nghĩa đó nó nổi bật lên hai nội dung, thứ nhất là yên dân, thứ hai là trừ bạo. Như vậy thì làm cho dân được yên ổn thì trước tiên phải trừ bạo.
đó là trừ giặc binh xâm lược. Và khi chúng ta trừ bạo thì chúng ta đã khẳng định về cái sự trường tồn của dân tộc Đại Việt, khẳng định đây là một cái quốc gia độc lập có chủ quyền. Như vậy thì để khẳng định đây là một cái quốc gia độc lập toàn vẹn có chủ quyền thì chúng ta sẽ dựa vào các cái yếu tố như là văn hiến, lãnh thổ, phong tục, lịch sử, chủ quyền. Đây là năm cái yếu tố, năm cái tiêu chí để khẳng định một cái quốc gia độc lập, một cái quốc gia Đại Việt là độc lập tự cường. Như vậy thì điều đó cũng thể hiện sức mạnh của nhân nghĩa và sức mạnh của độc lập dân tộc ta. Đây là cái sơ đồ vô khái quát lại cái trình tự lập luận của cái đoạn trích là nước Đại Việt ta. Các em có thể là tham khảo thêm. Chúng ta sẽ chuyển qua cái phần nghệ thuật. Như vậy thì để cái đoạn trích nước Đại Việt ta này nó được thành công thì nhờ những cái đặc sắc nghệ thuật nào? Thứ nhất là từ ngữ rất là chính xác, phong phú, sử dụng phép đối, so sánh, liệt kê, câu văn biền ngẫu, cân xứng. Ngoài ra còn sử dụng lý lẽ và dẫn chứng rất là thuyết phục. Về cái ý nghĩa văn bản, nước Đại Việt ta thể hiện quan niệm, tư tưởng tiến bộ của Nguyễn Trãi về tổ quốc, về đất nước, và nó có ý nghĩa như bản tuyên ngôn độc lập. Như vậy thì Lý Thường Kiệt viết cái bài thơ là Nam Bắc Sơn Hà được xác định như là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên, thì đến nước Đại Việt ta, đến Bình Ngô Đại Cáo được xem là bản tuyên ngôn độc lập thứ hai. Và sau này đến cái Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 9 tại quảng trường Ba Đình thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc cái bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Như vậy hầu như là chúng ta có ba cái bản tuyên ngôn độc lập rất là nổi tiếng. Cô cung cấp thêm để cho các em nắm. Như vậy thì chúng ta sẽ ghi phần nghệ thuật và ý nghĩa văn bản vào để chúng ta học thuộc và chúng ta nắm được nội dung của bài thơ, đoạn thơ. Ba La Mã là tổng kết. Các em sẽ ghi cho cô phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 69. Cái phần luyện tập thì chúng ta sẽ về nhà, chúng ta sẽ làm cho cô cái phần luyện tập với cái câu hỏi như sau. Trang 70. Trên cơ sở so sánh và sông núi nước Nam, hãy chỉ ra sự tiếp nối và phát triển của ý thức dân tộc trong đoạn trích nước Đại Việt ta. Vậy thì bài tập này hầu như các em chỉ làm lại, cô đã hướng dẫn trong cái quá trình là giảng cái nội dung của đoạn thơ này rồi. Thì các em chỉ làm lại để khắc sâu kiến thức, để chúng ta nắm cho chắc, cho kỹ về cái nội dung của bài thơ, của đoạn thơ. Như vậy để tổng kết lại một lần nữa cái nội dung của đoạn trích nước Đại Việt ta thì bằng một cái sơ đồ tư duy để cho các em dễ dàng nắm được. Đầu tiên về tác giả Nguyễn Trãi 1380-1442, ông là một nhà yêu nước, một anh hùng dân tộc. Ngoài ra ông còn là một danh nhân văn hóa thế giới. Về tác phẩm thì được viết khi cuộc kháng chiến chống quân Minh đã giành được thắng lợi và được công bố vào ngày 17 tháng Chạp năm Đinh Mùi, tức là đầu năm 1428. Về nội dung, thứ nhất là khẳng định cái nguyên lý nhân nghĩa, thứ hai chân lý và sự tồn tại độc lập có chủ quyền của dân tộc Đại Việt, và nội dung thứ ba là sức mạnh của nhân nghĩa của độc lập dân tộc. Về nghệ thuật thì được viết theo thể văn biền ngẫu, kết hợp giữa lý lẽ và thực tiễn. Thứ ba là lập luận chặt chẽ, chứng cứ hùng hồn, lời văn thì trang trọng, tự hào. Về ý nghĩa, thể hiện quan niệm, tư tưởng tiến bộ của Nguyễn Trãi về đất nước, và nó có ý nghĩa như bản tuyên ngôn độc lập. Như vậy thì đây là nội dung của toàn bộ cái đoạn trích là nước Đại Việt ta. Cô khái quát lại cho các em bằng một cái sơ đồ để các em có thể nắm. Đối với cái đoạn thơ này thì chúng ta về nhà và chúng ta sẽ trả lời lại cho cô các cái câu hỏi như sau để chúng ta có thể nắm chắc hơn về cái nội dung của bài thơ. Như qua hai câu thơ đầu, ta hiểu cốt lõi tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi là gì?
Thứ hai là để khẳng định chủ quyền của dân tộc, tác giả khẳng định những yếu tố nào? Đây là hai câu hỏi chúng ta về nhà trả lời lại cho cô. Và cái yêu cầu cô thứ ba, cô yêu cầu các em là các em nắm chắc lại cho cô nội dung chính của văn bản, bao gồm cái nghệ thuật, cái ý nghĩa văn bản. Và thêm một phần là các em sẽ học thuộc cái đoạn thơ đó cho cô. Về nhà, các em sẽ soạn cho cô cái bài là bàn luận về phép học của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp. Thứ nhất là các em sẽ đọc văn bản và chia bố cục. Và các em sẽ tìm hiểu về cái thể loại cho cô. Và đây cũng là một cái văn bản trung đại, cho nên chúng ta phải tìm hiểu trước ở nhà, để đến tiết học này chúng ta sẽ nắm bài được dễ hơn. Thứ hai là theo tác giả, mục đích chân chính của việc học là gì? Câu hỏi thứ ba, tác giả đã phê phán những lối học lệch lạc sai trái nào? Và tác hại của những lối học ấy là gì? Cuối cùng là ông đã nêu ra những phép học đúng đắn nào, tác dụng và ý nghĩa của những phép học ấy. Như vậy thì đây là những câu hỏi các em về nhà soạn trước cho cô, để chúng ta đến chuẩn bị cho cái tiết học là bàn luận về phép học. Như vậy thì bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp các em ở tiết học sau.